Xong, Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng con hút ẩm Whirlpool nhé. Cái con này thì nhiều bác cứ bảo là sợ thương hiệu này, thương hiệu kia. Nhưng mà thương hiệu Whirlpool này thì nó là cái thương hiệu mạnh nhất của Mỹ. Hàng cực tốt luôn ạ. À. Giá thành thì nó khá là vừa phải. Nó vừa phải chính vì là cái thương hiệu các bác ít biết đến. Nhưng mà thực ra bọn này hút rất là hay, khỏe. Em bán dòng này hóa ra lại còn chạy hơn cả các cái dòng của Nhật các bạn ạ. Vì giá thành nó hợp lý nhé. Máy thiết kế rất là nhỏ gọn. Có thể cài đặt được phần trăm độ ẩm theo ý mình luôn nhé, 40% đặt gió đấy là hút ẩm sấy quần áo để báo phần trăm độ ẩm hẹn giờ, chung là khá là hay, giá thành thì vừa phải. Đấy, con này nó hút là 20 lít một ngày, điện nó 220V luôn, cắm thẳng điện lưới Việt Nam, hàng Mỹ thương hiệu mạnh nhất. Cái bọn này thì em tháo ra kiểm tra lốc bên trong nó thì cũng toàn lốc Mitsu với cả Panasonic cả, và nó vẫn lấy các cái linh kiện của ở bên thương hiệu Nhật lắp vào. Một con máy hút khá là hay, khỏe, bán rất là chạy. 20 lít một ngày mà con này bán có 2 triệu 9 thôi các bác. 2 triệu 9 thôi nhé. Trong khi đó những cái con máy Nhật thì 16 lít, có những con Panasonic bán đến tận 4 triệu rưỡi. Thì mình cứ cân nhắc, mình đo đếm xem mà cái nào phù hợp thì các bác lấy thôi. Đồng Whirlpool này bán khá là chạy, vừa phải tầm tiền. Chào các bác.